mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hôm nay mình và Phong Cận sẽ thử thách thức đến 5 giờ sáng nha bạn. À ok. Ủa từ, Phong rồi ta? Cái chân này quay nhờ. Tưởng đâu ra cái chân vậy ta? Từ để xem quay. Cái chân này hình như là Phong Cận. Trời ơi, chưa kịp thử thách mà ổng ngủ ấy bạn ơi. Không được rồi, bây giờ mình sẽ cho ổng một bài học. Tại sao ổng dám ngủ khi thử thách chưa bắt đầu. Bây giờ mình sẽ dùng tuyệt chiêu của mình để mình đánh thức ổng dậy. Mình sẽ lôi ổng đi bạn. Hôm nay mình và Phong Cận và em trai mình sẽ thử thách thức đến 5 giờ sáng nha. Let's go. Vui lên. Yeah. Đây nọ, hôm nay mình ăn rất nhiều món với bạn nọ. Cơm gia đình thôi mà. Đó. Ngon chưa? Thử thách này là Sammy cũng nấu bữa ngon hay cho tôi. Tại đêm đúng ơi. Nấu được chừng này cũng ghê. Quá trời quá đất. Mời các bạn ăn cơm cùng chú Phong Báo và cô Sam Báo nha, ok? Hôm nay thì cô Sam Báo đã nấu cho mình 3 món ăn các bạn ạ. Đây, đậu hũ, trứng nè, và thịt gà nữa. Ôi, thật là ngon. Mặt của cô Hai Báo như vậy các bạn đừng có để ý nha các bạn. Đừng có chọc cô Hai Báo nha. Nè, cô Hai Báo ăn trứng đi. Không ăn à? Thích chưa ăn? Ngon. Đầu với chuyến thức đêm này thì mình sẽ vừa ăn cơm gia đình và vừa xem hoạt hình Doraemon. Đó, có bạn nào thích xem phim Doraemon? Bây giờ tôi lớn rồi nhưng tôi vẫn thích xem Doraemon bạn ơi, tại Doraemon nó hay. Đó, yeah, nhìn dễ thương không? Không biết làm gì nữa. Ủa đoạn này tôi làm gì vậy? À bây giờ đoạn này tôi kêu Phong Cận làm với tôi Yuchi nè. Hai ba. Yeah. Mấy bạn ơi, bây giờ đoạn này mấy bạn phải dừng clip lại tại vì sau đoạn này sẽ siêu đáng sợ, siêu kinh khủng luôn. Và lúc nửa đêm một cái chuyện nó xảy ra và nó phát hiện ra trong camera của mình. Mấy bạn bây giờ dừng nha, mình sẽ cho các bạn 3 giây để dừng nha, dừng clip nha. Tôi hoặc tôi tới nha. 3, 2, 1. Và nếu các bạn xem đến đoạn này thì các bạn sẽ ăn cơm tối. Dừng clip, không có tua clip là mấy bạn bị ăn cơm tớ rồi. Có bạn nào xem luôn đoạn này bị ăn cơm tớ, đừng quên cơ mà vị cho mình biết nha. Để tôi xem quay có bao nhiêu người bị lừa nha. Nhớ nha. Ngon quá mấy bạn ơi. Ông Thanh Bảo ngon, thấy ngon quá à. Đoạn này tôi không biết tại sao tôi quay cái này nữa, nhưng mà thấy cũng dễ thương đúng không? Hơi vô chi nhưng mà cũng dễ thương. Rồi bây giờ tụi mình ăn xong rồi, tụi mình phải làm gì? Ăn xong mình phải biết dọn dẹp đúng không mấy bạn? Đó, rồi, mình dọn đi. Lần nào mà tôi dọn chứ bà dọn đâu? Ủa chứ gì nữa, trả tài bây giờ. Ông mua đồ ăn rồi, ông trong. Tôi mua đồ ăn, tôi trả tiền, tôi mời bà lên ăn xong tôi dọn luôn. Nói như bà bao nhiêu đồ ăn vậy? Trong khi đợi Phong Cận vào chơi game thì tôi sẽ pha một cái ly nước. Đó, bây giờ pha ly nước. Đó, trong lúc mà đang thức đêm nha, mình phải pha một ly nước ở đó. Thật đặc biệt cho em trai còn lần sau mà nói em trai mình cũng đang đợi Phong Cận nha. Đó, mình đang pha một ly sô-cô-la. Đó, sô-cô-la rất là ngon. Đó, trời ơi. Sau đó mình sẽ bỏ thạch vào. Cách này sẽ giúp cho nước của bạn, các bạn cảm giác nước của bạn nhạt nhẽo, cứ bỏ thạch vô mà. Đó, cái này là rau câu các bạn. Cái này thạch đó. Đây là rau câu đầu đỏ các bạn. Ôi, thật là hậu đậu. Như này mà ai cưới được đây? Ok, bạn thấy không? Đó, mình sẽ bỏ vô. Wow. Mong nó sẽ không đổ. Mày bảo con gái phải biết làm lộc đó. Phải biết nữ công gia chánh. Tay chưa giờ thấy một ly đây, tôi đã chế tạo ra một thành công một ly sô cô la thật nha. Rồi bây giờ mình sẽ mời người đầu tiên tới thử đó, cho là em trai. Và em trai cái gì vậy bà nội? Tới đây uống thử món nấu ăn của chị mới nấu được. Wow ngon chưa chị? Ngon vậy.
Bị ép vậy. Quá đơn giản rồi, uống thử đi. Sao? Được không? Hay bình thường? Bình thường hả? Rồi rồi, ủa tôi thấy ngon rồi ta. Ngon nè. Cảm thấy không ngon? Cảm thấy không ngon? Ngon rồi đi đi. Trời ơi, chê của mình các bạn. Uống nước đi. Ok, uống thử đi. Ngon đúng không? Vô chi thật sự. Ngon như này. Mấy bạn ăn thế nào, mấy bạn ăn thì chấm công tâm cho mình nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho mấy bạn ăn nha. Ok bạn ơi, bây giờ trong lúc mà đời trời sáng thì mình thử mình làm đầu tiên đó chính là chơi game cùng với Phong Cần và em trai top 1 của mình. Ủa, sao em trai mình lại đặt top 1 vậy? Ủa, tại vì nó hít được top 1 đó Sam. Trời ơi, trời, thật lực kinh khủng. Để xem em trai có top 1 không nha. Nhưng mà làm sao được top 1 thôi. Nếu như có Phong Cận ở đây thì làm sao được top 1 được. Chắc chưa em trai. Em trai chưa biết dùng khả năng rồi. Chưa biết tăng tốc rồi. Sam ơi, đứng lại đó. Vậy chờ Phong giờ ơi. Có đùa chống nha. Đùa gì. À, ghê. Ghê. Chống hả? Ôi, làm gì tôi. Chống hả? Ôi, làm gì tôi. Ôi, làm gì tôi. Làm gì tôi. Làm cái này. Nãy định chồm á. Nãy định chồm luôn. Cái gì trời. Đi nha, Phong đi trước nha. Nghĩ sao vậy? Bye bye Sam nha, Phong đi đây. Ủa, chị em trai tôi không thấy đường luôn các bạn. Cái top 1 gì kỳ ta. Ủa, em trai top 1 vậy đâu, biến mất luôn rồi. Không còn thấy top 1 vậy? Nữa. Kỳ vậy ta. Sam ơi, Phong đi trước nha. Đi trước đi, tôi dùng khuyên luôn. Không có khuyên. Nghĩ sao vậy? Hai chi vậy? Không làm gì tôi, làm gì tôi, làm gì tôi. Lên đây Phong ơi. Ghê vậy? Giờ tôi là kho bán khiên nha. Bán khiên không? Bán khiên không? Bán khiên không? À, giờ có khiên hả? Còn chứ. Bán khiên không? Tại đó Sam ơi. Ôi là gì? Có hết khiên nào hết trơn á. Ủa từ từ, tôi em trai tôi rồi đúng không? Là tôi em trai tôi. Đi chỗ. Trời ơi, tất ghê luôn các bạn ơi. Tôi phải top 1, tôi không phải top 2 được. Ê! Xuống Sam ơi. Không. Dắt vỏ chuối nè. Nghĩ sao vợ dễ gì? Ôi, đồ đó. Đồ, không phải tao giỡn sao em trai Sam giỡn Sam rồi Sam ơi. Đây đi cho, giỡn đùa. Mà em trai à, em không thể nào vừa được anh đâu. Đứng lại đó đi cưng. Thuốc nè. Ê, tự nhiên nặng ký ngang vậy trời ơi. Ôi, top 1 ơi, top 1 nè. Nghĩ không có khiên. Ây da. Cái gì ấy, sao lại làm chậm lúc đây. Top 1, F2 thì mát luôn, phải thì mát đúng không? Phong có khiên, cuối rồi, Phong có khiên. Trời ơi. Sammy cùi bắt. Không tin, lần này tôi thắng các bạn ơi, lần này hơn thôi. Rồi, chơi tiếp, sợ gì. Cay thế nhờ, tức ghê luôn á. Không sao, chứ mình top 2 em mà sao em trai top 1 đến top 3 ta, mấy bạn thấy kỳ không? Hơi kỳ nha. Em top 3 phía trên, em trai top 1 phía dưới. Trời ơi, trời kỳ quá à. Nhưng không sao, mà hai em sẽ chiến đấu. Mình hướng Phong Cần các bạn ơi. Có thể nào như này được không? Bạn hay hơn cho mình xem. Rồi, các tuyển thủ đã sẵn sàng chưa? Trời. Sẵn sàng. Trời ơi, em trai. Ê, Sam ơi, đã quay video chưa đó? Tất nhiên là quay rồi ông ơi, nghĩ sao vậy? Không có đồ chống người ngoài tin. Cảm ơn. Ủa, em trai tôi bắt đầu biết dùng từ chiêu các bạn ơi, biết dùng từ chiêu đồ ghê okay lắm, ghê gớm vậy sao. Ờ, em trai top 1 là đặt cái tên cho vui thôi, chứ là đua top cuối rồi mà. Đúng không Sam, đúng không, đúng tại Sam ơi. Không sợ mà, ông đi được không? Ông đi được không? Tại sao Sam lại đối xử với Phong như vậy? Tại vì ông dám giành cái top 1 của tôi, top 1 đó là của tôi, ok? Không quay nhìn thấy top đó, ngoài tôi ra. Đó là trong cuộc chơi đua xe lần này, không được phép mang chuyện tình cảm vào đây. Ơi. Em trai top 1 thật rồi các bạn ơi, em trai top 1 đã top 1 rồi nha các bạn, không còn gian dối chưa gì. Chưa chắc, mới được cái hai vòng thôi. Em trai ơi, đứng lại em trai ơi. Ui trời, dính cả hai chiêu luôn, tội nghiệp em trai quá. Em trai, cho top 1 luôn nè. Em sao mình cũng thua Phong Cận ta. Phong đi trước ra Sam ơi, Phong định cao okay, em đây Phong hả? Ok, Phong Cận. Ok, Sam. Thích luôn. Thấy không Sam, thấy không? Thích.
Thôi làm gì tôi? Làm gì đâu, Phong Hiền cũng chết. Trời ơi, này. Đi trước nha. Ê. Chú. Tức khi nhờ. Bye Sam nha. Khi nhờ. Tức khi nhờ. Xí bò. Ê, trời ơi, ông lấy phẩm nhà nhiều khiên quá. Ôi. Sao chưa không. À đây đây đây. Phong đi trước nha Sam ơi. Người ngoài hành tinh cái gì, Phong có khiên. Có khiên Phong không? Phong có khiên. Có khiên đúng không? Phong có khiên đúng không? Có khiên. Quá đỉnh luôn. Đâu đâu đâu, bằng cuối bạn ơi, bằng cuối rồi, bằng cuối rồi, bằng cuối rồi, bằng cuối rồi. Màu xanh. Ok, đó ông làm sao ông mặc y chang là được. Em tính ra cái này tóc là y chang tôi nè, tóc là y chang tôi nè bạn. Nó có màu hồng và màu vàng nha nên tôi lấy cái tóc này nha. Ôi tuy nó hơi khác khác xíu về hai màu nhưng mà không sao, nó có liên quan đến màu hồng và màu vàng là được rồi. Trời ơi may ghê luôn, mắt tôi màu đen. Đó bây giờ tôi sẽ chọn ở đây đen. Kiếm đâu ra áo hoodie màu xanh giờ trời. Ê, ông kiếm cái áo nào màu xanh là được, không cần hoodie không? Nên nó giống màu được rồi. Bây giờ mắt bây giờ chọn mắt màu hồng, bây giờ răng mít cấp màu hồng các bạn. Đó, răng cấp màu hồng thì mình chọn cái hồng hồng nha. Đó, hồng hồng. Ủa sao tôi chọn được? Ủa sao cái này khu đồ nữ, mình vô khu đồ nữ làm gì ta? Ê, sao tôi không chọn được mắt ông ơi? Nó không cho tôi chọn mắt nè. Không chọn được mắt không? Không, nó bị lắc á, từ từ nó mới vô sao ạ? Dạ ok, bây giờ mình sẽ chọn áo quần nha. Bây giờ mình có phụ kiện là cái nơ đây, cái nơ. Đó, cái nơ. Ủa nó không cho tôi chọn luôn. Cái gì vậy? Không cho tôi chọn cái gì? Từ từ, áo màu xám, bây giờ áo xám váy màu cam, nó cho áo xám là ngơi màu xám. Xám ơi. Cái gì vậy? Bây giờ tôi đang tập trung phải không? Bây giờ tôi sẽ chọn cái áo màu xám. Trong này có áo màu xám không vậy? Ờ, màu xám này là màu đen đúng không? Màu đen là màu xám nè. Trời ơi sao nhìn già dữ vậy trời, mặt chứ cô không ở đây. Nó đang con xám rồi đó. Ôi này lắc quá, tôi bấm vô đồ không có cái đồ nào mặc vô được. À đây mặc xám nè, xám nè. Ok. Sao xấu vậy trời ơi trời. Không chấp nhận được luôn bạn ơi. Xấu kinh khủng. Rồi còn cái váy không có bạn. Ờ cái váy thì nó có màu này màu đen hả? Ôi trời, thôi là thời. Thôi mình lấy tạm cái váy nha các bạn. Cái váy này nó hơi xòe miếng đó. Váy này. À, chuyển màu được. Màu cam, đây, cam lè, cam lét luôn. Ok, cam, chuẩn luôn. Có cái vân miệng, đây vân miệng. Vân miệng. Ôi, Phong không di chuyển được nữa, Sam ơi, game Phong bị gì vậy, Phong không di chuyển được. Bây giờ tôi đang chọn con mắt, ông im lặng đi, tôi đang tập trung chọn con mắt. Tôi vẫn không chọn mắt được. Tôi cần, đây vân miệng hoặc là nơ. Đây nơ nè, nơ. Nó không cho tôi chọn nơ, bạn ơi, chứ nó ghét tôi kìa. Vân miệng đâu, vương miệng sừng cũng được rồi cái thử thách này khó quá trời ơi, khó luôn á. Ông xong chưa vậy, ông chọn xong chưa vậy? Tôi xong được bộ đồ chưa ấy biểu cảm chưa ấy gì trơn. Tôi cũng chưa có biểu cảm, tôi mặc mộc phải không? Không sao, mình mặc mộc mình tự tin mà, mình thoải mái. Trong cái thời gian đợi các thí sinh chấm điểm mình cứ ngồi mình ăn nha các bạn. Thử thách mà. Trời ơi, cái gì vậy trời? Roblox bao nhiêu người. Tôi quay qua tôi hết hồn, tưởng ai dọa tôi không nội ơi. Tôi đang đêm khuya luôn á, tự nhiên kiểu. Ôi, hết hồn. Bà có nội ơi, bà có nội. Phong cần tí gì? Yeah, bộ đồ cũng không cần tí gì. Người đâu vậy hả? Ngoài.
Nhưng mà ở bên ngoài Phong đang mặc áo nó xanh đậm, còn trong đây là không sao, có trong xanh đây rồi. Là xanh nhạt. Đúng được, cũng được, nói như là có liên quan được rồi đó. Trời ơi, bên ở ngoài đời á Phong mặc áo xanh đậm, còn trong đây là áo xanh nhạt rồi. Rồi sao mi đào nắm hay sao, ngoài đời tôi sao đó. Cái gì ở ngoài đời sao mặc cái váy gì luôn à? Ờ, cái tóc thì cái tóc giống gần nè, giống nè hiểu không đó. Nhưng mà cái quần màu cam, nếu ổng không có quần màu cam nó mặc váy hiểu không? Trời ơi, không cảm đi. Thấy bình thường mà Sam có bao giờ mà ba chịu mặc váy đâu bạn. Trời ơi, tôi mặc váy chắc trời sập mấy ngày bạn ơi. Rồi bây giờ người thắng cuộc. Tung chắc cộng đồng được đâu bạn ơi. Ôi, không có. Tôi được tới 2 kìa, tôi không sao mà nha. Ông không được tốt kìa, tôi không được tốt. Trời ơi trời. Không hiểu luôn á. Ơi trời ơi, chơi game nhiều quá nhức đầu ấy bạn ơi. Thôi, bây giờ mình nghỉ á. Sau khi chơi game xong mình sẽ đi mớt đồ để có thể để ăn các bạn ơi, đói quá rồi. Bây giờ mình sẽ đi nha. Đi ăn thôi, let's go. Mấy cam nữa, let's go. Ok bạn ơi, thì nhiều bạn thắc mắc tại sao trong thử thách lần này của mình có chỉ có mình với Phong. Thì sự thật đó chính là em mình đã bị sốt bạn, nên là không thể nào làm thử thách được. Đây là Simi hiện tại. Đang ngồi ăn cháo đó chứ. Bây giờ mình sẽ có nhiệm vụ đi mua đồ ăn và sau đó đi mua Sim ít đồ mềm để Sim có thể khỏe hơn, khỏe bệnh hơn. Ok, cố lên. Phong cần đang xuống bầy, tôi sẽ vô ổng. Mẹ cô, tôi sẽ sợ ông nào. Đang xuống, đang xuống, bây giờ mình sẽ vô ổng. Khi mà tụi mình đang thực hiện cái thử thách này ở khuya các bạn ơi. Trời ơi nhìn xấu quá. Bây giờ ai mà đứng giữa đường hù tôi cả chắc tôi khóc bên mai luôn bạn. Trời ơi ghê quá. Đây nha, xin chào các bạn nha. Hôm nay Phong báo chở cô Hai báo đi mua đồ nha các bạn. Trời ơi trời mát quá các bạn ơi. Mát quá trời mát. Mát ơi là mát luôn. Đây bây giờ tụi mình đã tới chỗ mua đồ các bạn ơi. Trời ơi quá trời là mệt mỏi nhưng mà không sao. Bây giờ là tụi mình thích nhiều thích mua gì mua sạch cái quả này luôn. Mua tôi mua hết quá luôn các bạn ơi. Nani quá trời đói rồi, đói bụng quá trời đất rồi. Đó tôi sẽ nhìn Phong nghiệm vậy. Kì ông nào trời ơi trời. Xin cho các bạn thấy sự vô chi của ông Phong cần. Tự nhiên đoạn này tôi đang bình thường, tôi đang mua đồ ăn rất là ngon các bạn ơi, chả gì hết trơn. Nhìn Phong cực thấy nghi. Tự nhiên ổng cứ lượn lờ cái gì ấy. Đó tôi cũng không quan tâm, đó tôi vẫn mua đồ bình thường tại tôi đang làm thực hiện thử thách mà đúng không? Đó, nghe cái khúc này đang chuẩn bị lấy gói bim bim đó. Đó đang xem xét gói bim bim tự nhiên trời ơi, ông không bắt cóc tôi bạn ơi, trời ơi cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi. Tại vì tụi mình đi khá là khuya nên là hiện tại trong quán chỉ có ba tụi mình và nhân viên thôi bạn. Đó, vắng tanh như cái chùa Bà Đanh luôn, thấy chưa? Trời ơi, hôm mà tôi nói đùa mà tôi làm thật mà, tôi tới siêu khuya luôn. Hôm qua trong quán luôn bạn. Đó. Đoạn này thấy cái gương dễ thương quá vậy làm vô chi mấy đoạn mà tự nhiên đoạn này ông Phong cần cũng vô chi tiếp cái gì trời. Sau khi mua đồ xong tụi mình sẽ tính tiền mà về nhà bạn ơi, mà tính ra tụi mình mua không trả nhiều nên chắc cũng không nhiều tiền đâu ha. Ừ trời ơi trời, mua mấy bịch bim mấy trái đất ngọt đồ chắc không nhiều đâu ha. Trời ơi dễ của mình tổng hết là 1.100.000. Mấy bạn có nghe cái gì không? Không có lầm đâu, 1.100.000. Trời ơi, đất ơi, cái gì vậy trời? Cái gì mà nhiều tiền vậy? Trời ơi, trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Thôi, đau khổ xong rồi, bye bye các bạn, mình đi về nha. Trời ơi.
bye bye các bạn đi ông ơi. Bye bye. Bây giờ mình sẽ về nhà để ăn nha các bạn. Trời ơi đau khổ quá trời đất rồi. Mất 1 triệu đồng mà nước mắt nó rơi quá trời rơi. Thôi bây giờ Phong ơi lên xe ngồi tôi chở đi nha. Thôi ngồi cho chắc vô nha. Rồi chuẩn bị nha. 1, 2, 3. Đi thôi. Mà là đồng mà là sông mà là ơ. Tình yêu ơi. Sao sông này dù mùi tùy. Phòng đầu tiên sau khi mình về nhà đó cho phòng của mẹ Simi. Tại vì Sim nó bị bẩn mà mình, bây giờ mình sẽ đưa bắn liền cho Sim luôn. Đó. Vì hiện tại Sim khá là phờ phạc và Sim khá là mệt nên là cũng không nói được gì nhiều đó. Và mình mong Sim sẽ khỏe bệnh sớm. Và các bạn cũng có thể comment phía dưới link của Sam và cổ vũ cho Sim cố lên để khỏe bệnh nha. Trời ơi, nhìn Sim tội quá à. Còn mua thì Sam nghĩ Sam sẽ để ở ngoài cửa. Tại vì mua cũng ngủ rồi. Tại vì bây giờ cũng khá là khuya nên thôi. Không nên đánh thức bà dễ nên không bà sẽ cặp lắm mấy bạn. Đó, ok. Nên là em mong chị sẽ nhận được món quà của em để ra cái dép nè, mong chị sẽ thấy được. Ok, chắc chị sẽ bất ngờ lắm. Và tiếp theo đó chính là Mr. Dịch. Trời ơi, đoạn này ông Dịch siêu hoảng hồn luôn. Tại vì Dịch bảo là tại sao khuya như này rồi không ngủ mà tặng quà là cái gì, còn tặng cái gì, tặng tặng ngần cắt khô bạn ơi. Trời ơi, khuya mà tặng đồ cay đồ nướng là sao vậy ta. Đó, trời ơi, Dịch la tôi quá trời. Nhưng mà Dịch cũng hơi thắc mắc hoang mang, nhưng mà Dịch cũng cảm ơn tại vì cũng là tặng quà đó. Dịch cũng rất là dễ thương luôn mấy bạn. Đó, tuy là Dịch cũng hơi thắc mắc về cái thời gian 2-3 giờ sáng tặng đồ cho Dịch lúc mà Dịch để Dịch ăn thì cũng hơi lạ, nhưng không sao, có quà là được rồi đúng không. Đoạn này là Sam thấy Gara đang bước xuống từ cầu thang và Sam định tặng quà cho Gara, nhưng mà có một sự cố hy hữu đã xảy ra. Thử thách 24 giờ chơi game đến sáng. Đây mình trùng cái tên. Mà không mình. Ôi, hôm nay cái làm gì? Đây đi quay luôn nè. Ok. Thì mình hôm nay mình quay mình với Ca, một mình với Phong nên là mình có mua một quà tặng Ca nên là. Cái này con gà đúng không? Đúng rồi, nhớ thứ đồ gạt không nghe. Ok. Đó. Ok. Bây giờ mình nghĩ vẫn còn khá là nhiều thời gian nên mình sẽ làm cái gì đó. Mình sẽ làm việc thì mình sẽ ngồi cắt clip bạn ạ. Đó, những clip của video mình đăng lên đó không phải là tự nhiên được edit đâu. Mình phải cắt sụt, mình phải dựng sụt lên mới có clip cho các bạn xem đó. Nên là các bạn đừng quên xem ngay đoạn này. Like, share, subscribe giúp Sam nha. Giúp Sam lên 3 triệu sub cho các bạn. Còn bây giờ mình sẽ làm cho đến lúc nào mình xong thì thôi. Ok, bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Let's go. Ok bạn ơi, hiện tại là gần 5 giờ rồi, gần 5 giờ sáng rồi. Và bây giờ chỉ còn mình, mình thôi. Và em cha mình cũng đang ngủ rồi đó. Bây giờ em cha mình đang ngủ rồi. Và Phong Cận cũng ngủ nốt luôn, bây giờ chỉ còn mình thôi. Đây là ok bạn ơi, thì thử thách 5 giờ sáng của mình ngay này thôi. Các bạn thấy như nào, đừng quên comment phía dưới Sam biết nha. Còn bây giờ tôi đi ngủ đây, tôi mệt lắm rồi. Trời ơi, thử thách gì mà khó vậy trời ơi. Ok, tạm biệt mọi người, clip sau. Hẹn gặp lại, bye bye.